Nơi ta ở chỉ là nơi đất độ, nơi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Tức là khi 14 năm công tác tại đơn vị trường, tại địa bàn xã thì mọi thứ nó rất là bình thường. Nhưng khi nhận được cái quyết định chuyển đơn vị mới thì mọi thứ kỷ niệm của 14 năm nó ùa về trong những ngày qua. Và về kỷ niệm trường lớp, về học sinh, về những cái hoàn cảnh khó khăn của đơn vị trường, trăm trăm triệu triệu những cái kỷ niệm đó, thì mình thấy tâm nét nhất là một cái kỷ niệm mà nó sâu sắc và có thể nó theo mình mãi mãi đến những ngày sau. Là mình xin chia sẻ lại cái kỷ niệm này cho anh em đồng nghiệp, cho quý vị đại biểu để nghe. Giữa cái đại dịch Covid-19, nơi khi đó là những cái khoảng cách là phải nói là vô vàn nguy hiểm, mà khi đó mình là một trong những người rơi vào cái hoàn cảnh đó. Mặc dù là khi đó mình đang ốm, nằm tại cái khu vực tập thở, chưa biết là bị Covid hay không. Đấy, mà một đồng chí giáo viên xa nhà, mà khi ốm không biết để chia sẻ với ai, hay ai quan tâm. Nhưng rất may mình được ở bên một cái khu tập thở với những con người rất là tình cảm. Khi hay tin mình ốm như vậy, tại vì khi đó ốm là mình nằm liệt, không có thông tin cho ai biết hết. Đấy, những người gọi tới mình không nói được, tại vì khi đó là gần như là liệm đi, không nhắc máy được. Lúc mình nhắc máy lên thì một số người gọi tới thì mình cũng không nói được, rất là nặng rồi. Đây mà. Mà giữa đại dịch Covid-19 này, các đồng chí, các bạn, các người sợ né tránh, nhưng mà một cấp trên, một người chị, giữa cái nguy hiểm đó, nhưng mà chị vẫn nấu một tô cháo sao. Chị nói là mình cố ăn vào để rồi đi khám, xem trong việc mình biết như thế nào thì các con phải chuyển báo cáo. Tự nhiên là mình cố gắng mình ăn được tô cháo đó, và mình thấy rất là một cái tình cảm. Cho dù những cái kỷ niệm khác nó sâu sắc cỡ nào cũng không bằng những cái kỷ niệm nó tốt như thế. Cảm thấy quá tuyệt vời, mang ơn chị rất là nhiều. Và sau khi mình biết là cái giữa cái đại dịch có nhiều người sợ, lúc đó mình cũng quan sát, chị cũng đeo nhiều khẩu trang, rất sợ chứ. Nhưng mà vì em trong đồng nghiệp trong trường nó đau ốm như thế, chị cũng cố tránh xa. Và cũng may mắn là sau khi mình ăn tô cháo khỏe thì sáng ngày hôm sau mình có chạy xuống trạm y tế xã Tết, thì rất may là không bị Covid, mà chỉ là ngộ độc thức ăn thôi. Rất may. Và đó là một kỷ niệm mà gắn bó với mình mãi tận ngày sau. Một lần nữa xin chúc các vị đại úc, các thầy cô giáo trong trường Đại học Trung Vương ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, sức khỏe dồi dào và thành công trong công việc. Xin hết.